do sự phức tạp của một xã hội nhiễu nhương, tình trạng mất an ninh trật tự nghiêm trọng. Cuộc sống của người dân trước năm 1975 luôn trong tâm thế mạnh được yếu thua, bạo lực hoành hành, giang hồ cát cứ. Mảnh đất được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này, bên cạnh sự hào nhoáng tân kỳ của nền kinh tế phát triển theo nguồn viện trợ và văn hóa lai Mỹ choáng ngợp, đã có một thế giới ngầm tồn tại kiểu hòn đảo nhỏ mọc lên giữa hai dòng nước, sản sinh ra nhiều tên giang hồ khét tiếng như Đại Ca Thay, Mã Ngưu, Bạch Hải Đường, Điềm Khắc Kim. Trong đó Điềm Khắc Kim cũng cùng thời với Đại Ca Thay, Huỳnh Tỳ, Hoàng Cái, Ba Thế. Tuy không được xếp vào nhóm tứ đại thiên vương, nhưng tiếng tăm cũng lừng lẫy giang hồ, và đặc biệt còn mang biệt danh Độc Hành Đại Đạo, Hái Hoa Dâm Tặc. Do hành vi gây án và tính cách rất riêng của một tên tướng cướp có đẳng cấp. Vậy Điềm Khắc Kim là ai? Tại sao hắn có biệt danh giang hồ như vừa kể trên? Tên cướp đơn thương độc mã. Năm 1967, Sài Gòn bỗng rộ lên những vụ cướp tài sản của các nhà giàu, nhà của các sĩ quan Mỹ hoặc me Mỹ, tức phụ nữ Việt lấy chồng người Mỹ. Những nhà lầu biệt thự này đều kín cổng tao tường, có nhà còn nuôi cả chó bẹc dê, nhưng vẫn bị một tên cướp có tên là Điềm Khắc Kim đột nhập. Không chỉ cướp tài sản mà còn cướp luôn trinh tiết của nữ gia chủ, đặc biệt là vợ Mỹ và mẹ Mỹ. Hành tung xuất quỷ nhập thần. Điềm Khắc Kim vốn hành động đơn thương độc mã, không có đệ tử hay đàn em trợ giúp. Nhà kiên cố cỡ nào cũng đột nhập một cách dễ dàng. Không chỉ ở khu vực ngoại ô mà ngay trung tâm thành phố cũng không thoát khỏi nếu nơi đó đã được Điềm Khắc Kim chọn để ra tay. Tên cướp xuất quỷ nhập thần này rất giỏi võ, sử dụng hàng nóng, sẵn sàng ra tay tước đoạt sinh mạng của gia chủ khi chống cự nếu là đàn ông. Nhưng với phụ nữ thì hắn không giết mà hãm hiếp rồi mới buông tha. Điềm Khắc Kim đã gây ra nỗi kinh hoàng không chỉ cho những gia đình giàu có, nhà của Mỹ hay nhà có người lấy Mỹ, mà còn là nỗi khiếp sợ lo lắng cho mọi cư dân bình thường trong xã hội. Tên cướp ghê gớm này gây án xong lặng lẽ rút lui, hầu như không để lại dấu vết. Nhưng nếu bị cảnh sát quân đội chế độ cũ truy đuổi, trong tư thế đơn độc hắn sẵn sàng chống cự bắn trả lại một lực lượng vây bắt đông đảo để thoát thân, và hầu như khó bắt được hắn. Mỗi lần gây án, đào thoát hay chống trả lại cảnh sát của tên tướng cướp đều được những tờ báo Sài Gòn đua nhau khai thác tin bài, kể cả viết hẳn hàng loạt phóng sự điều tra rất giật gân, gây xôn xao dư luận, trở thành đề tài bàn tán khắp nơi, nhất là khu vực chợ búa, quán cà phê cóc, bến bãi, các xóm lao động, giới xích lô taxi, hành khách đi xe buýt. Nhưng điều ngạc nhiên là các báo giới thời đó khi đưa tin, viết bài tường thuật vụ án đều đăng tên cướp là Điềm Khắc Kim, trong khi hồ sơ của cảnh sát chế độ cũ ghi rõ Điềm Khắc Kim. Hóa ra là do lỗi của người viết tin bài nhầm lẫn, hoặc của cười sửa mo rát của các tờ báo lúc đó đã sửa họ của tên tướng cướp Điềm Khắc Kim trở thành Điền Khắc Kim. Nhưng bây giờ xin trả lại cho đúng tên tuổi của tên tướng cướp khét tiếng này, ta gọi hắn là Điềm Khắc Kim bởi lẽ án tại hồ sơ. Chỉ trong khoảng 3 năm từ năm 1967 đến năm 1970 là giai đoạn đầu của quá trình hoạt động gây án, tới mãi về sau này của Điềm Khắc Kim đã rộ lên thành một chuỗi sự kiện liên tục, khiến bóng ma tướng cướp Điềm Khắc Kim trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nạn nhân. Và khi tờ báo thời đó đồng loạt đăng tin bài tường thuật vụ án với không ít sự thêu dệt, đã đẩy độ nóng của dư luận lên rất cao, khiến giới chức chính quyền cũ
đặc biệt ở lực lượng cảnh sát Sài Gòn và quân cảnh Mỹ hết sức lúng túng trong việc đối phó với tên cướp ngông cuồng này. Nhưng Điểm Khắc Kim đúng như bóng ma, gây án xong là biến mất tăm như người vô hình, rồi một khoảng thời gian ngắn sau đó lại bất ngờ xuất hiện. Chính sự thoát ẩn thoát hiện của Điểm Khắc Kim khiến nhà chức trách càng đau đầu tìm mọi cách để truy bắt tiêu diệt cái gai trước mắt, nhưng lại thành bóng ma trêu người pháp luật này. Theo mô tả của các nạn nhân, Điểm Khắc Kim là một tên cướp khoảng 25 đến 27 tuổi, nhỏ con, cao khoảng 1m6, gầy ốm, nước da trắng trèo, để tóc dài phủ gáy, model hippie của giới trẻ chạy theo văn hóa Mỹ thời đó. Hắn ăn mặc cũng khá modern, vẻ bạch diện thư sinh, mặt mũi không có gì là hầm hố kiểu một tên tướng cướp. Đặc biệt, Điểm Khắc Kim có đôi mắt sáng rực như hút hồn người khác. Đó là một ánh mắt có sức thôi miên, làm tê liệt con mồi. Các báo thời đó đã khai thác Điểm Khắc Kim với nhiều tình tiết lãng mạn ly kỳ, theo xu hướng Điểm Khắc Kim là một tên cướp không chỉ có tài xuất quỷ nhập thần, có gan lớn, dám đột nhập cả vào nhà của cố vấn Mỹ. Không chỉ thế, tên cướp này còn có máu nghĩa hiệp, không hãm hiếp phụ nữ Việt Nam, chỉ trả thù những bà vợ Mỹ, khiến trong mắt không ít độc giả thời bấy giờ nhìn Điểm Khắc Kim như là một tướng cướp hào hoa nghĩa hiệp đi cướp nhà người Mỹ để trả thù dân tộc. Truy lùng giáo giết. Sau vụ cướp trả cố vấn Mỹ, lực lượng cảnh sát quân cảnh đã mở đợt truy quét khắp nơi, nhất là những khu vực đông dân nhập cư, xóm lao động, nhà ổ chuột mà nhà chức trách nghi ngờ có Điểm Khắc Kim ẩn nấp lẩn trốn. Đặc biệt cảnh sát quận 3 phụ trách địa bàn nơi Điểm Khắc Kim vừa gây án đã tức điên lên, mở đợt tổng truy quét tội phạm trên toàn địa bàn, hòng tìm ra tung tích của Điểm Khắc Kim. Nhưng tên cướp nguy hiểm này đã như bóng chim tăm cả. Giai thoại lạ về một lần đột nhập nhà của Vân Mỹ. Điểm Khắc Kim càng nổi tiếng hơn sau lần hắn đột nhập vào nhà của một cố vấn Mỹ trong khu cư xá Đô Thành. Không có ông cố vấn ở nhà, chỉ có bà vợ ông này là một phụ nữ Việt trẻ đẹp. Điểm Khắc Kim khống chế nạn nhân, trói tay chân rồi ung dung lục tung mọi thứ. Hắn chọn những thứ đắt giá, tiền bạc, nữ trang, rồi tới cạnh người phụ nữ mặt tái xanh bị sợ hãi, nước mắt lã chã, người co rúm chắc mềm sẽ bị tên cướp này hãm hiếp. Nhưng Điểm Khắc Kim hình như không có ý đó. Hắn điềm nhiên nói: "Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu. Tôi chỉ với mấy bà đầm Mỹ, còn con gái Việt, đàn bà Việt thì tôi tha." Nói xong, Điểm Khắc Kim đi về phía cửa. Người phụ nữ này đã trấn tĩnh, cất tiếng hỏi: "Anh tên gì?" Hắn trả lời: "Điểm Khắc Kim." Khỏi phải nói, cảnh sát và quân cảnh tập trung truy lùng giáo giết nhiều ngày đêm, nhưng không bắt được tên cướp đang là đề tài nóng bỏng trong sự bàn tán của dư luận, càng khiến cho Điểm Khắc Kim nổi tiếng. Các báo Sống, Sài Gòn Mới, Hòa Bình, Độc Lập, Trắng Đen, Công Luận, Bút Thép tha hồ khai thác với nhiều góc độ khác nhau về tướng cướp Điểm Khắc Kim. Bài viết hình ảnh Điểm Khắc Kim đăng tràn lan góp phần đưa hắn lên mây xanh. Giữa lúc nhà chức trách đang tập trung truy lùng răng bẫy khắp nơi nhằm mục đích dồn Điểm Khắc Kim vào bước đường cùng để tóm cổ, thì một chuyện động trời lại nổ ra khiến dư luận lên cơn choáng cỡ động đất 10 độ Richter. Đó là việc Điểm Khắc Kim đột nhập một nhà quan chức Mỹ, bắt cô vợ trẻ đẹp của ông này đưa đến một khách sạn để cưỡng hiếp. Nạn nhân chỉ được thả ra vào rạng sáng hôm sau trong tình trạng hoảng loạn. Đến đây thì bóng ma Điểm Khắc Kim đã thực sự trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho cả giới chức Mỹ. Lập tức an ninh được siết chặt, cảnh sát, quân cảnh được tăng cường canh gác 24/24 ở các khu nhà của người Mỹ
quan chức Mỹ cư ngụ. Và dù bằng tất cả mọi nỗ lực để truy lùng tìm ra dấu vết tung tích của Điểm Khắc Kim trong một thời gian dài, cấp độ truy nã khẩn trương, nhưng Điểm Khắc Kim vẫn còn là một hình ảnh mờ mịt. Hơi ơi, cô bé Năm đã rời xóm chuồng bò đi làm gái ba và đổi tên là Linda Diễm. Hồi đó ở khu vực chuồng bò Hạnh Thông Tây, Gò Vấp thuộc tỉnh Gia Định, có một gia đình nghèo như bao gia đình khác ở cái xóm nghèo này. Đây là một địa bàn hết sức phức tạp, toàn là dân tứ xứ từ các nơi khác tụ về. Trong đó có gia đình ông Kha Lon Diêm, người gốc Khmer, đi lính chế độ cũ, mang cấp bậc chuẩn úy, và vợ là bà Lê Thị Đeo. Hai vợ chồng có đứa con trai đầu lòng sinh năm 1947 tên là Kha Lon Theo. Đó chính là tên cúng cơm của Điểm Khắc Kim. Lưu Manh Nhí cùng mối hận khôn nguôi. Sau Kha Lon Theo còn có 12 em nữa, cả trai lẫn gái. Ông Kha Lon Diêm đi lính miệt mài, từ thượng sĩ già lên chuẩn úy là đụng là phòng. Do gia cảnh nghèo, đông con lại càng nghèo, lương chuẩn úy già chẳng thấm ở đâu. Mọi thứ chi tiêu hầu như đổ dồn lên vai bà Đeo, một phụ nữ không nghề nghiệp, không chữ nghĩa, nên việc kiếm ra tiền cũng chẳng phải dễ dàng. Nên Kha Lon Theo nghỉ học sớm để đi bán bánh mì dạo, kiếm thêm tiền phụ giúp mẹ, nuôi 12 đứa em lít nhít như đàn chuột. Sống trong một địa bàn phức tạp, toàn những đứa trẻ bụi đời cùng lứa, nên Kha Lon Theo cũng sớm thành trẻ bụi đời, ngỗ nghịch, trộm cắp. Ông Kha Lon Diêm tức điên vì thằng con trai cả chẳng làm gương được cho các đứa em, mà còn sớm vô giáo dục, kết bè với những đứa trẻ bất hảo, nên lúc tức giận đã nện cho Kha Lon Theo những trận đòn sinh tử để mong nó sợ mà chừa, tránh xa nhóm trẻ du thủ du thực trong xóm. Nhưng trái với sự mong đợi của người cha tội nghiệp, Kha Lon Theo càng ăn đòn càng tỏ ra lì lợm, thách thức, và cuối cùng cậu cũng bỏ nhà đi theo những đứa trẻ bụi đời, sống hẳn ngoài hè phố để trở thành một lưu manh con. Không từ bỏ một thủ đoạn trộm cắp giật dọc nào để kiếm sống, kể cả dẫn gái cho khách vào xóm chơi bời. Năm đó Kha Lon Theo 12 tuổi. Ông Kha Lon Diêm bó tay trước thằng con ngỗ nghịch, nên lên tiếng từ bỏ Kha Lon Theo, và ông cũng bỏ nhà từ biệt cái xóm tối tăm đầy những phần tử tội phạm, từ trẻ con thanh niên đến người lớn tuổi ở khu chuồng bò ấy, ra đi biển biệt. Tội nghiệp cho người đàn bà nghèo khổ mất chồng, mất con, sống trong căn nhà tối tăm ẩm thấp, hầu như không còn chịu đựng nổi sự cô đơn. Bà Đeo không mong chồng trở lại, thương nhớ con, khỏe thì lặn lội đi tìm Kha Lon Theo khắp nơi. Chỗ nào có đám trẻ bụi đời đánh giày cờ bạc là bà tìm tới, chỉ để mong gặp Kha Lon Theo, kêu gọi nó trở về sống với bà. Nhưng đứa con ngỗ nghịch đã gần như không màng tới mẹ, đã mỏi mắt trông đợi, cũng chẳng nhớ tới gia đình. Nó đi biệt dạng, biệt hình, không còn biết tung tích ở đâu. Đùng một hôm, bà Đeo nghe đám trẻ trong xóm cho hay tin Kha Lon Theo đã bị bắt giam ở ti cảnh sát quận 3 vì tội cướp giật. Bà Đeo nhớ như in ngày đó là ngày 10 tháng 10 năm 1961. Người mẹ đau khổ lật đật tới trại giam thăm con. Trong lúc bà nước mắt lưng tròng thì đứa con trai chỉ lầm lì đứng nhìn mẹ rồi thản nhiên nói: "Không cần bà phải lo, chuyện tôi làm tôi chịu." Và Kha Lon Theo đã chịu cho tòa xử 1 tháng tù giam. Vùng Gò Vấp thời đó là ngoại vi của Sài Gòn, nhiều khu vực hãy còn hoang sơ, nhà cửa lụp sụp như ổ chuột, tệ nạn xã hội tràn lan, nhất là khu vực ngã ba Chú Ía, ngã năm Chuồng Chó, xóm Cháy đã nổi danh với tệ nạn mãi dâm, cờ bạc, hút chích ma túy. Đối với người dân lương thiện thì đó là địa bàn bất an, nhưng với bọn tội phạm thì là nơi hoạt động lý tưởng. Kha Lon Theo ra khỏi tù cũng chọn khu vực này để trở về, và thực sự cậu bé bán bánh mì hiền lành ngày xưa
bây giờ đã trở thành một tên ma cô lì lợm lọc lõi ở tuổi thiếu niên. Một hôm, có khách làng chơi tìm đến khu vực này để giải sầu. Galantheo đã dẫn mối chúng ta tới gặp một cô gái bán dâm và cấu kết với cô này dàn cảnh, lột sạch tiền bạc và những gì đáng giá của ông ta có trên người. Thế là ra tù chưa được bao lâu, Galantheo lại bị bắt trở lại. Đó là ngày 11 tháng 11 năm 1962. Lần này Galantheo bị xử 1 tháng tù và bị đưa vào trại giáo huấn Thủ Đức. Những ngày Galantheo bị bắt ở tù, được thả, rồi lại bắt vào tù, rồi lại được trở về đời, xóm chuồng bò Hạnh Thông, nơi Galantheo ở cũng có nhiều thay đổi. Nhất là cô bạn gái ngày xưa ở tuổi bé con, lớn hơn Galantheo 4-5 tuổi. Bây giờ cũng đã lớn phòng phao thành hoa khôi của cái xóm chơi bời bát nháo ấy. Galantheo ra tù trở về xóm xưa, định gặp lại người bạn gái thuở xưa để thổ lộ mối tình câm lặng của mình. Nhưng hỡi ơi, cô bé Năm đã rời xóm chuồng bò đi làm gái quán bar và đổi tên thành Linda Diễm. Sau cú sốc đầu đời, Galantheo đâm ra hận tình hận đời, lao theo con đường phạm tội với mục đích kiếm thật nhiều tiền để đi tìm Linda Diễm. Nhưng Galantheo chưa thực hiện được ước nguyện này thì vào năm 1967, nhiều tờ báo Sài Gòn bất ngờ đưa tin cô gái quán bar Linda Diễm đã bị một nhóm lính Mỹ cưỡng hiếp rồi giết chết. Hạ Sơn trở thành tướng cướp điểm khắc kỷ. Sau khi thọ giáo hết ngón nghề của Sơn Đầu Bự, một ngày đẹp trời Galantheo Hạ Sơn và thực hiện ngay những vụ đột nhập cướp của hãm hiếp vợ Mỹ gây chấn động dư luận. Đó là khoảng thời gian đầu năm 1966 và Galantheo đã bị cảnh sát truy lùng gắt gao nhưng mãi vẫn chưa bắt được. Thấy không thể tiếp tục trò chơi cút bắt với nhà chức trách, Galantheo đã nghĩ ra một cách tạm lánh mặt một thời gian tuyệt vời hơn, đảm bảo an toàn hơn. Đó là thay tên đổi họ để đăng lính. Bởi lẽ thời đó muốn đi lính rất dễ vì quân số lúc nào cũng thiếu. Nói một cách khác, đi lính là đi làm cái chuyện đỡ đạn ăn lương, chết còn có tiền tử tuất. Ngày 4 tháng 1 năm 1970, Galantheo đã khai man tên họ là Đoàn Minh Hùng, cha là Đoàn Văn Thiện, mẹ là Lâm Thị Nở. Nhưng ra trường không được bao lâu, do không chịu nổi cơ cực của đời lính, Galantheo đã đào ngũ. Đêm ngày 12 tháng 10 năm 1971 chính là một đêm định mệnh khi Galantheo xuất hiện trở lại để thực hiện một vụ nhập nhà. Đúng ngay nhà của một người Mỹ, bà Fritich, phó giám đốc Hội Cha Mẹ Nuôi Quốc tế. Ngôi nhà này nằm trên đường Công Lý, nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khá kín cổng cao tường. Nhưng đối với Galantheo, một tên trộm cắp có võ nghệ và được sư phụ Sơn Đầu Bự truyền hết tuyệt kỹ võ công lẫn kỹ thuật nhập nha thì chẳng thành vấn đề. Đêm ấy, Galantheo nương theo bóng đêm tới dưới một gốc cây cổ thụ sát với tường rào của ngôi biệt thự rồi đu lên nhanh như sóc. Chẳng bao lâu, tên cướp đã xuất hiện trong phòng ngủ của bà Fredetic, tay lắp lắp khẩu súng. Lúc đó chủ nhân cũng vừa giật mình thức giấc, nhìn thấy kẻ lạ mặt không mời mà đến giữa đêm khuya. Bà Mỹ này nói tiếng Việt rất thông thạo. Sau một giây phút hốt hoảng, bà kịp trấn tĩnh lên giọng hỏi: "Tại sao anh dám vào nhà tôi giữa đêm? Anh là ai?" "Không nhiều lời, tiền vàng giấu đâu, mau chỉ, không thì bị bắn chết." Theo gần giọng nói: "Anh biết nhà này của ai và tôi là ai không? Anh ăn cướp mà không sợ?" Bà người Mỹ hỏi lại. Lập tức Galantheo nhảy tới tát một cái như trời giáng vào mặt bà người Mỹ, rồi lấy dây trói tay chân bà ấy lại. Sau khi lấy chìa khóa mở cửa tủ, mở két sắt vơ vét hết tiền nữ trang hột xoàn, tên cướp bắt luôn nữ gia chủ đưa về khách sạn hãm hiếp đến sáng hôm sau mới thả về. Trước khi ra về, bà Mỹ hỏi: "Anh tên gì mà liều lĩnh quá vậy?" Galantheo buông một câu ngắn gọn:
Điềm Khắc Kim. Chồng bà Mỹ này là một quan chức lớn, có thế lực, nên ngay sau đó những cảnh sát an ninh gác bảo vệ khu biệt thự tối hôm đó đồng loạt bị sa thải. Quan chức Mỹ này còn yêu cầu giới chức Việt Nam phải khẩn trương truy bắt cho bằng được tên cướp Điềm Khắc Kim. Và ngày hôm sau, các báo lớn nhỏ Sài Gòn đồng loạt đăng tin, đăng bài phóng sự điều tra về sự kiện động trời này. Tướng cướp Điềm Khắc Kim trong một đêm nổi tiếng như cồn, trở thành bóng ma của các bà vợ Mỹ. Tướng cướp có biệt danh độc hành đại đạo, hái hoa dâm tặc, thoát khỏi vòng vây của hàng trăm cảnh sát. Có lẽ chưa bao giờ nhà chức trách chế độ cũ lại mất ăn mất ngủ bởi một tên tướng cướp như Điềm Khắc Kim. Họ đã tung một lực lượng cảnh sát an ninh đông đảo vào cuộc rượt đuổi vây bắt tên tướng cướp táo tợn này. Cú đột phá ngoạn mục. Một ngày nọ, nhân viên an ninh bám theo dấu vết Điềm Khắc Kim được mật báo tên tướng cướp đang ẩn náu tại nhà vợ hắn trong hẻm 122 Tôn Đản, Khánh Hội, quận 4. Lập tức hàng trăm nhân viên cảnh sát an ninh đổ tới địa chỉ này bao vây, tưởng chừng Điềm Khắc Kim chỉ còn cách đưa tay đầu hàng, may ra mới có con đường sống. Nhưng khi nhân viên an ninh, tức cảnh sát chìm, tay lăm lăm súng ập vào thì phải bật trở ra, bởi từ trong nhà Điềm Khắc Kim bắn như vãi đạn để mở đường máu thoát thân. Bản thân tên cướp nguy hiểm này cũng đã hứng một viên đạn vào bụng từ phía cảnh sát, vết thương khá nặng, nhưng Điệp Khắc Kim vẫn không gục mà cố gắng tẩu thoát bằng cách nhảy xuống rạch rồi luồn lách về hướng bến Vân Đồn, lợi dụng địa bàn hiểm trở, hẻm hóc chằng chịt ở khu vực này trốn thoát. Điệp Khắc Kim đã thoát được sự bủa vây của hàng trăm nhân viên an ninh cảnh sát một cách tài tình, nhất là khi hắn mang vết thương ở bụng mất rất nhiều máu. Điềm Khắc Kim chạy về nhà một chiến hữu của hắn ở xóm Cháy, Gò Vấp, nhưng do vết thương mất nhiều máu đe dọa đến tính mạng nên đành lèo tới bệnh viện Sài Gòn để cấp cứu. Điềm Khắc Kim nhập viện với cái tên là Lê Văn Minh và yên chí không bị phát hiện, vì nhân viên an ninh cũng chẳng mất công sức đi tìm hắn trong bệnh viện làm gì. Nhưng sau một thời gian ngắn điều trị, vết thương có dấu hiệu lành, thì cũng chính là lúc cả chục cảnh sát chìm, cảnh sát nổi ập tới bập còng số 8 vào tay rồi thay nhau canh giữ hắn cả vòng trong lẫn vòng ngoài 24/24 giờ, đợi Điềm Khắc Kim lành hẳn vết thương sẽ dẫn hắn về trại giam. Với lực lượng canh giữ dày đặc như thế, tưởng chừng một con ruồi cũng khó bay thoát. Nhưng đùng một cái, rạng sáng ngày 26 tháng 10 năm 1971, Điềm Khắc Kim vượt qua vòng vây canh giữ của cảnh sát, trốn thoát khỏi bệnh viện y như có phép tàng hình, trong khi tay hắn vẫn còn mang chiếc còng số 8. Cú đột phá vòng vây khép kín của an ninh cảnh sát ngoạn mục này một lần nữa chứng tỏ tài nghệ của Điềm Khắc Kim và càng làm cho các nhà chức trách điên đầu hơn. Vụ đấu súng kinh hoàng với một tên cướp bị mang thương tích nghiêm trọng đang còn nằm bệnh viện điều trị mà vượt khỏi vòng vây canh gác của an ninh cảnh sát túc trực 24/24 ngay trước cửa phòng đặc biệt như vậy, chuyện đào thoát và lần trốn được sự truy lùng sau đó đã là quá lạ. Nhưng Điệp Khắc Kim không chỉ tài tình mà còn siêu hơn nữa, khi chỉ 2 tháng sau lại xuất hiện và gây một chấn động khác cho dư luận. Lúc 22 giờ ngày 26 tháng 12 năm 1971, tại đường Ngô Tùng Châu, Gia Định, ngày nay là đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, Điềm Khắc Kim đã đột nhập vào nhà của một người Mỹ, vơ vét sạch tiền bạc, nữ trang rồi cưỡng hiếp nữ chủ nhân trong ngôi biệt thự kín cổng cao tường, mà vấn đề an ninh được bảo đảm gần như tuyệt đối. Nhưng chẳng may cho tên cướp, nạn nhân kêu cứu, ngôi nhà lại có trang bị hệ thống báo động, nên gia đình người Mỹ này phát hiện ra tên cướp đang leo rào tẩu thoát. Cùng lúc đó, lực lượng an ninh kéo tới vây chặt, không còn cách nào khác, Điềm Khắc Kim phải chấp nhận một cuộc đối đầu sinh tử để tìm đường thoát. Nhưng lần này, Điềm Khắc Kim phải thúc thủ và bị bắt sống sau khi trúng đạn trong lúc đấu súng.
Cảnh sát lục soát người điểm khắc kim thu được tất cả 3 khẩu súng, 8 gắp đạn và 3 quả lựu đạn. Nghĩa là hắn đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng hỏa lực để sẵn sàng đối phó với an ninh, cảnh sát nếu bị vây bắt. Điểm khắc kim không chết, hắn chỉ bị bất tỉnh do may mắn viên đạn đi trượt đỉnh đầu, nhưng vết thương cũng chỉ gây chảy máu khá nhiều. Ngay lập tức, Điểm Khắc Kim được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngay sáng sau, các tờ báo của Sài Gòn đều đăng tin viết bài về vụ đụng độ nảy lửa giữa cảnh sát và tướng cướp Điểm Khắc Kim, và tin hắn bị bắn gục trên đường Ngô Tùng Châu sau khi cướp của và cưỡng hiếp nữ chủ nhân ngôi biệt thự là người Mỹ. Quả là một tin chấn động, khiến Điểm Khắc Kim càng nổi danh và càng được đám anh chị giang hồ đẳng cấp chiếu trên lúc ấy như Thành Thổ Mộ, Phú Salem, Đức Raymond, Lễ Điên, Bình Đen, Y Cà Lết, Ngả Nón Bãi Phục. Nằm ấp ở trung tâm cải huấn Chí Hòa, hai vết thương, một ở bụng trước đây, giờ thì ở đầu, Điểm Khắc Kim xem như đã mất hết khả năng chống cự. Cảnh sát đưa hắn đi bệnh viện ngoài sơ cứu, rồi đưa hắn vào bệnh xá của trung tâm cải huấn Chí Hòa điều trị cho chắc ăn. Những ngày tù tội bắt đầu đến với tướng cướp lẫy lừng. Tuy nằm trên giường bệnh nhưng hai tay vẫn bị còng, và can phạm này là đối tượng được canh giữ đặc biệt. Hắn giống như con chim gãy hai cánh, nhưng đối với đám anh chị chỉ nghe tên mà bây giờ mới biết mặt hắn, thì Điểm Khắc Kim quả là tay giang hồ khiến chúng ngưỡng mộ chiến tích lẫy lừng. Đặc biệt là đột nhập vào nhà Mỹ, hiếp vợ Mỹ như một kiểu trả thù dân tộc mà những tên này không thể làm được. Trung tâm cải huấn Chí Hòa thời ấy, sau này là trại giam Chí Hòa, là một nơi nổi tiếng được dân xã hội đen ví von là nơi dừng bước giang hồ. Trại giam này được Pháp xây dựng vào đầu thập niên 1940 để giam giữ tù nhân với trường hợp phạm tội gia trọng, kể cả hình sự lẫn chính trị. Đến năm 1945, sau khi đảo chính Pháp, người Nhật lại gia cố thêm, nghe đâu họ còn yểm bùa bắt quái để tù nhân không thể nào vượt ngục được. Về mặt tổng thể, khu trại giam có diện tích 7 hectare, xây 238 phòng, kiến trúc theo hình bát quái 8 cạnh, mỗi cạnh là một khu riêng biệt. Bên ngoài xây kín, bên trên có rào thép gai bảo vệ, bên trong toàn song sắt. Mỗi khu có 4 buồng giam, màu sơn mỗi khu đều khác nhau để phân biệt. Tù nhân khu nào mặc đồng phục và bảng tên trùng với màu sơn khu ấy để dễ quản lý. Ở khu trung tâm của lò bắt quái là một vọng gác cao 20 mét. Lính gác ở đây có thể quan sát toàn bộ các trại giam, buồng giam, thậm chí sinh hoạt của từng phạm nhân trong buồng giam. Chính vì thế nên hầu như không có vụ vượt ngục nào mà không bị phát hiện, ngăn chặn. Ngoài khu bát giác còn có 3 khu khác nằm ở sát lưng đó là khu hỏa thực, bệnh xá, kỷ luật. Khu hỏa thực tức là nhà bếp cung cấp bữa ăn cho toàn bộ trại giam. Khu bệnh xá lo vấn đề chữa bệnh cho can phạm. Còn khu kỷ luật nói tóm gọn là khu xử lý phạm nhân vi phạm các nội quy của trại giam. Trong khu kỷ luật có hai phòng nổi tiếng là phòng điện ảnh và phòng truyền hình. Đây là tên gọi ví von ám chỉ việc tra tấn tù nhân theo những kiểu cách khác nhau. Trại giam Chí Hòa được Pháp đầu tư xây dựng rất kiên cố, cộng với sự bảo vệ nghiêm ngặt 24/24, thì việc tù nhân trốn thoát khỏi trại giam Chí Hòa là điều không tưởng. Hoặc có thể nói khi bị đưa vào đây, phạm nhân nào nghĩ đến chuyện vượt ngục được xem như là điên rồ. Điều này được chính Nguyễn Văn Vệ, phụ trách trại giam Chí Hòa khoảng thập niên 1950 đến năm 1960, lên tiếng khẳng định, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho bất cứ phạm nhân nào khi đã vào đây mà còn nuôi ý tưởng trốn chạy. Nhưng với tướng cướp Điểm Khắc Kim thì lại khác. Hàng ngày Điểm Khắc Kim nằm co ro như con chó ốm, im lặng như để truy vấn nội tâm trước con mắt của bạn tù. Nếu ai không biết hắn là Điểm Khắc Kim thì không thể ngờ rằng đấy là tên tướng cướp khét tiếng. Cuộc vượt ngục không tưởng của tướng cướp, độc hành đại đạo hái hoa dâm tặc. Lần trước Điểm Khắc Kim bị bắn thủng bụng, vết thương khá nặng vì ruột bị đứt làm 3 khúc.
Bác sĩ phải phẫu thuật và thay ba khúc ruột này bằng ống cao su. Lần mới nhất bị bắn trúng đầu, tuy không chết nhưng với hai vết thương liên tiếp nhau trong một khoảng thời gian ngắn như thế, đối với một người có sức voi cũng eo uột. Huống chi Điền Khắc Kim vốn không phải là một tay đô con có sức khỏe như voi. Lên kế hoạch đào thoát. Sau 4 tháng nằm trong khu y tế điều trị hai vết thương, Điền Khắc Kim tạm ổn nhưng sức khỏe chưa được phục hồi. Hắn được ưu ái đưa xuống làm việc ở khu hỏa thực. Đây phải nói là một việc hết sức may mắn, vì đối với kẻ mang trọng tội như Điền Khắc Kim, lẽ ra phải bị biệt giam, không thể có cơ hội xuống làm việc nhẹ nhàng ở khu hỏa thực, là nơi chỉ dành cho những phạm nhân sức khỏe yếu kém hoặc sắp mãn hạn tù. Chính vì được lọt vào khu này, Điền Khắc Kim mới có ý tưởng vượt ngục, vì có cơ hội để ra được bên ngoài. Vấn đề là ra bằng cách nào? Không ai nghĩ rằng tên cướp nhỏ con bị hai vết thương, mới trong giai đoạn ổn định, người gầy nhom mặt xanh mét, lại đủ gan để nuôi ý định đào thoát khỏi trại giam Chi Hòa. Nhưng chính Điền Khắc Kim lại nuôi dưỡng âm mưu đó, và mỗi ngày hắn ấp ủ thêm hy vọng, đã quan sát nghiên cứu mọi quy luật sinh hoạt của khu hỏa thực. Trong thời gian đó, hầu như phạm nhân nào trong khu hỏa thực, kể cả các khu khác, cũng đều biết tướng cướp lễ lừng có biệt danh giang hồ đặt cho là độc hành đại đạo hái hoa dâm tặc Điền Khắc Kim. Biệt danh này nhại theo tên của một kiếm hiệp võ lâm danh chấn giang hồ trong truyện trường Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, là độc hành đại đạo hái hoa dâm tặc Điền Bá Quang. Nhân vật trong truyện cũng rất mê gái, cũng bắt cóc phụ nữ để giở trò đổi bại, bất kể là phụ nữ bình thường trong chốn võ lâm hay thậm chí cả Nico. Tất nhiên với một tướng cướp khét tiếng như Điền Khắc Kim, được báo chí Sài Gòn thời đó đưa tên tuổi và hành vi đột nhập nhà cố vấn Mỹ, cướp của hiếp vợ Mỹ, hai tay hai súng chống trả lực lượng cảnh sát như trong phim ảnh, lên tới tận mây xanh, thì theo nghĩa khí giang hồ, dân anh chị từ cóc ké tới có số má đều đề phục. Và việc liên lạc với nhau từ khu này tới khu kia giữa các tay giang hồ cũng là chuyện nhỏ, vì họ có tới 1001 cách để bắn tin qua lại mà cai ngục biết cũng bó tay. Lợi dụng uy thế của mình và được giam giữ thả lỏng ở khu vực hỏa thực, Điền Khắc Kim một mặt lo chữa bệnh, một mặt điều nghiên mọi quy luật sinh hoạt của trại giam để sắp sẵn trong đầu một kế hoạch trốn khỏi trại giam Chí Hòa mà không thấy anh chị giang hồ nào bị giam ở đây nghĩ tới. Kỳ tích trốn khỏi lò bắt quái. Theo quy chế của trại giam Chí Hòa lúc đó, mỗi tối cuối tuần sẽ có chiếu phim cho phạm nhân. Đây là hình thức thưởng công tinh thần giúp phạm nhân khu này yên tâm cải huấn, chờ đợi hết hạn tù trở về với đời. Điền Khắc Kim lợi dụng danh tiếng của mình đã làm mọi cách liên lạc với một số buồng giam tội hình sự nằm sát khu hỏa thực nhờ hỗ trợ kế hoạch vượt ngục. Đêm 23 tháng 4 năm 1972, sau khi giả soát lại việc đi lại của viên trung tá cai quản trại giam Chí Hòa vẫn như bình thường, Điền Khắc Kim bắn tín hiệu nhờ hỗ trợ lần cuối cùng đúng lúc ở khu vực hỏa thực đang chiếu phim cho phạm nhân khu này giải trí. Rồi tên tướng cướp lẻn ra chỗ chiếc xe dép của viên trung tá cai ngục đang đậu thu người, bò xuống rồi bám vào gầm xe như con thằn lằn bám trên trần nhà. Ít phút sau, viên trung tá cai ngục ra đánh xe rời khỏi trại để về nhà. Xe dép vừa ra khỏi cổng trại, lập tức phạm nhân ở một số buồng giam sát khu hỏa thực nổi lên bạo loạn, la ó phản đối, đòi yêu sách, cải tiến chế độ ăn uống. Tất nhiên toàn bộ trại giam báo động, sĩ quan binh sĩ trực gác đổ về hiện trường lo giải quyết sự cố bất ngờ. Trong lúc đó, bên ngoài cổng trại, viên trung tá phụ trách trại giam cũng được cấp báo qua máy bộ đàm, nên lập tức dừng xe lại để quay vào cổng chỉ huy trấn áp dẹp bạo loạn. Thừa cơ hội này và đúng y như kịch bản chuẩn xác theo kế hoạch vạch ra, Điền Khắc Kim buông tay khỏi gầm xe dép, nhẹ nhàng tiếp đất rồi bò ngược ra phía sau thoát hiểm dễ dàng. Cuộc vượt ngục của tướng cướp Điền Khắc Kim thành công mỹ mãn. Sau khi hoảng loạn nháo nhào trấn áp xong, binh lính của trại giam Chí Hòa kiểm lại quân số mới phát hiện thiếu mất tướng cướp Điền Khắc Kim. Ngay trong đêm,
một cuộc đổ quân rầm rộ, chốt chặt mọi ngả đường để lục soát, mong tìm ra tung tích tên tướng cướp xuất quỷ nhập thần Điểm Khắc Kim. Đồng thời tại những nơi mà Điểm Khắc Kim thường lui tới cũng bị vây kín, như khu vực công viên Gia Định, ngã ba Chủ Yếu, khu vực chuồng bò Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, khu vực đường Tôn Đản, Khánh Hội quận 4. Nhưng Điểm Khắc Kim một lần nữa lại như bóng mà biến mất khỏi lưới bùa vây của an ninh, cảnh sát, khiến cho nhà chức trách lúc đó điên lên. Tất cả sĩ quan binh lính trại giam Chí Hòa đều bị sở tình báo và điều tra tư pháp cảnh sát Sài Gòn truy vấn, đặc biệt là những sĩ quan binh lính trong ca trực đêm Điểm Khắc Kim vượt ngục. Và sau đó tùy theo mức độ liên quan đã bị xử lý kỷ luật thích đáng. Riêng báo chí Sài Gòn một lần nữa tha hồ đưa tin viết bài, những phóng viên chuyên viết mảng điều tra được dịp lôi ra đủ thứ chuyện thâm cung bí sử của trại giam Chí Hòa, mà chuyện hối lộ Hà Khắc được đưa lên hàng đầu. Rồi Điểm Khắc Kim được tường thuật mô tả như một người hùng có tài xuất quỷ nhập thần, ra vào trại giam Chí Hòa như đi chợ. Một lần nữa tên tuổi của tướng cướp Điểm Khắc Kim được đưa lên mây xanh, giang hồ lại nóng lên sôi sục bàn tán.